Xin chào quý vị và các bạn, Tranh Đa Quý Tân Phục Ánh rất vui mừng lại được gặp lại các bạn trong chuyên mục Phong Thủy Tử Vi hôm nay. Trong chuyên mục Phong Thủy Tử Vi lần này, để tiếp theo series về tình yêu hôn nhân của 12 con giáp, hôm nay Tân Phục Ánh xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về tình yêu hôn nhân của người tuổi Dần, để xem cái cách nhìn nhận quan điểm về tình yêu hôn nhân của người tuổi Dần là như thế nào. Thưa các bạn, tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hạnh phúc của mỗi con người. Theo đuổi một tình yêu đẹp cũng là nơi ý nghĩa cuộc sống tồn tại. Từ xưa đến nay, ai cũng mong muốn có được một tình yêu đẹp và sẽ được sống suốt đời trong mật ngọt của tình yêu đó. Những người có số đào hoa thì thường gặp được nhiều điều may mắn. Những người cầm tính khác nhau thì số phận sẽ khác nhau. Nếu biết trước được số phận như thế nào thì chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt được cuộc đời, biến hữu thành cát và biến họa thành phúc. Tình yêu hôn nhân của người tuổi Dần. Tình yêu của người tuổi Dần thường đẹp rực rỡ và tươi sáng như những bông hoa hướng dương nở rộ trên thảo nguyên đầy nắng. Nếu yêu một ai đó, người tuổi Dần thường thể hiện ngay tình yêu của mình một cách công khai mà không ngần ngại dâng hiến tình yêu cho người đó. Tình yêu chân thành của họ sẽ khiến người khác không có cảm giác là họ đang cố ý thể hiện ra như vậy, mà hoàn toàn tự nhiên, chất phát, xuất phát từ tình cảm thật trong nội tâm của họ. Thế giới nội tâm của người tuổi Dần thường rất lãng mạn, thích bông đùa, chơi bời, nhiệt tình nhưng tình cảm cũng rất phong phú. Yêu hoặc kết hôn với người tuổi Dần sẽ có rất nhiều cảm xúc. Những khi đố kỵ, ghen ghét với một ai đó, người tuổi Dần thường thể hiện ý muốn chiếm hữu rõ ràng, rất thích cãi cọ, tranh luận. Trong tình yêu, tuy có tình cảm phong phú nhưng người tuổi Dần lại ít khi cảm thấy vui vẻ như ý. Tình yêu của họ không ổn định, thích một cuộc sống có nhiều khúc quanh và nhiều sự thay đổi. Người tuổi Dần sẽ là một người tình tuyệt vời, nhưng đôi khi chính sự nhiệt tình thái quá của họ lại khiến cho cả họ và đối phương cũng cảm thấy khó chịu. Nữ giới tuổi Dần thích có một tình yêu lãng mạn. Họ mơ ước có một cuộc tình như trong một tiểu thuyết hoặc trong những bộ phim tình cảm và sẽ luôn ghi nhớ tất cả mối tình của mình. Chính vì sự nhiệt tình thái quá và ý thích chiếm hữu mạnh mẽ, họ khiến cho đối phương có cảm giác như đang bị quản thúc và thậm chí có thể dẫn đến phản cảm. Nếu bị phản bội, bỏ rơi, những người này cũng sẽ luôn ghi nhớ và có thể sẽ có hành động trả thù. Nam giới tuổi Dần có quan điểm về tình yêu khá rõ ràng, mạnh mẽ. Họ thích chi phối người khác bằng suy nghĩ của mình. Họ cũng thường không chịu được khi gặp trắc trở trong đường tình duyên và cũng sẽ không tìm cách che giấu tình cảm của mình. Thái độ của họ với tình yêu cũng mạnh mẽ với tính cách của Chúa Sơn Lâm, nên thường được các cô gái rất ngưỡng mộ, khâm phục và mến yêu. Một điều cần lưu ý, những cô gái có tính cách độc lập, mạnh mẽ thường không thích hợp lắm với đàn ông tuổi Dần. Thưa các bạn, trên đây là clip về tình yêu hôn nhân của người tuổi Dần do Tranh Đa Quý Tân Phục Ánh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Thông tin chỉ mang tính chất tham